Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Phương sẽ hướng dẫn cả nhà sử dụng con Miro C11 để hát live stream và thu âm. Trước mặt mọi người là chiếc hộp đựng Miro C11. Phía bề mặt bên trái của nó có đánh dấu những cái dòng sản phẩm như Miro. Ở đây nó có C6, C7, C9, C10, C11. Nó có một cái dấu test ở đây, check ở đây. C11 và các màu của nó ở đây. Nó test check ở cái chữ gold này. Tức là cái màu nó màu kem vàng đó mọi người. Rồi chúng ta sẽ mở hộp xem bên trong nó có gì nha. Rồi phía bên trong nó gồm một cái miếng sách hướng dẫn. Nó là sách chứ nó chỉ là một miếng giấy mọi người. Rồi bên trong nó gồm có gì? Những sợi cáp kèm theo. Rồi một cái bông lọc. Một cái Miro C11. Rồi bông lọc này để làm gì? Bông lọc này để chúng ta chùm vào đây để cho giảm tiếng ồn. Cái tiếng xì xì, tiếng phù 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 của cái tiếng gió đó mọi người. Nó giảm tiếng nhiễu gió. Dù mình hát mình phù 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 vô phụp 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 á. Rồi, bốn sợi cáp này là gì? Bốn sợi cáp. Một sợi cáp đầu USB. Những cái đầu này không biết cái bằng gì luôn. Nhưng mà nó là dùng để sạc nguồn, hay để sạc nguồn. Một sợi dây sạc nguồn, một dây lấy nhạc đầu 3.5, hai đầu, một dây live stream, một đầu 3.5 và một đầu dẹp này, một tai nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp nó như thế nào. Đầu tiên thì phía trên bề mặt chiếc Miro này nó có bốn cái nút điều khiển, bốn cái nút chỉnh echo. Volume là lớn nhỏ của Miro. On off là khởi động, khởi nguồn á. On là mở lên nè mọi người, on off đó là tắt. 1 2 này là nó cái chuyển đổi để chúng ta dùng khi mà dùng cái hệ điều hành Android hay là cái thằng iPhone á, thì chúng ta dùng máy nào chúng ta chuyển như đây. Ở đây thường là mọi người sẽ dùng ở cái mức 1 này. Rồi. Đầu tiên thì Phương sẽ hướng dẫn mọi người cái dây cáp lấy nguồn. Dây cáp lấy nguồn thì khi mà chúng ta mua hàng về thì đầu tiên thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là sạc pin cho nó đầy cái đã. Sạc pin cho đầy. Bây giờ ở phía mặt chiếc Miro này chúng ta có thấy ba cái ngõ thôi. Ở trên này có cái ngõ vuông nè, thì chúng ta cắm vào cái đầu này. Cắm vào đây. Rồi. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ lấy cái củ sạc á, cắm vào cái củ sạc. Chúng ta cắm vào nguồn ha, cắm vào để sạc, chúng ta sạc. Chúng ta sạc pin xong đi rồi chúng ta sẽ hát. Rồi bây giờ sạc pin là như thế này xong nha, chúng ta sẽ rút ra. Rút ra. Ví dụ như là pin đầy đi ha. Rồi tiếp theo. Một cái dây live stream. Dây live stream nó gồm có một cái đầu 3.5 và một cái đầu dẹp này. Thì cái đầu dẹp này chúng ta cắm vào cái ngõ sạc pin lúc nãy đó mọi người. Cái ngõ này nó có hai chức năng, sạc pin và live stream. Ha, khi chúng ta nghĩ không còn live stream nữa, chúng ta sạc pin. Đây, đầu vô này cắm đây đây. Cắm ở trên. Nó có ba ngõ thôi mọi người, dễ lắm. Ba ngõ thôi. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào cái điện thoại live stream nha. Ví dụ điện thoại live stream. Điện thoại này live stream. Rồi. Tiếp theo, dây thứ hai là có cái đầu, hai đầu 3.5 này, hai đầu tròn này. Một đầu của nó chúng ta sẽ cắm vào cái ngõ phía tay phải. Ở đây nó còn hai ngõ thôi mọi người, ngõ phía tay phải. Rồi, một ngõ tay phải, nghe cắm sát vô nha mọi người. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào điện thoại lấy nhạc. Đây, ví dụ Phương muốn lấy cái này điện thoại lấy nhạc. Cắm vào đây. Phải lấy nhạc. Rồi, điện thoại lấy nhạc, một điện thoại lấy nhạc, một điện thoại live stream nè ha. Rồi, dây thứ ba là tai nghe. Tai nghe thì cắm vào cái ngõ còn lại thôi. Rồi. Rồi, sau khi chúng ta đã kết nối những sợi cáp xong thì chúng ta mở nguồn lên chỗ on off nè mọi người. On off. Rồi đẩy echo lên, đẩy độ vang lên, cái chữ echo á ha. Lớn nhỏ của Miro, lớn nhỏ Miro.
lớn nhỏ micro. Echo thì là cái độ vang của nó, echo là độ vang nhiều ít hay tùy theo sở thích của các anh chị mà chúng ta đẩy ít nhiều, tức là cho cái độ vang nó nhiều hay ít thôi. Mà khuyến cáo mọi người nên để vừa vừa thôi, để nhiều quá nó nhái nghe khó chịu lắm. Alo 1 2, rồi chúng ta sẽ thử nhạc của nó nha mọi người. Xin em đừng khóc, Duy Quy mời cả nhà cùng nghe. Chiếc C 11 nha. Alo 1 2. Đừng nhìn nhau chi mà hoen để bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tư ly. Ai biết đời mãi sao bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình môi xa sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngang cách phương trời hận tình khóc tang trọn đời riêng mang. Sẽ đoàn sẽ tan tiếng hồn ánh sáng, ngục tối đau thương động hành đến trường, điệp khúc miêu đương chỉ còn con buồn não nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đày hai đứa hôn cách biệt hai nơi, rồi thôi xinh sang cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Rồi trên đây là chiếc âm thanh của Miro C11 ha, và cách sử dụng của nó Phương đã hướng dẫn cho mọi người. Chiếc Miro C11 nó có cấu tạo nhỏ gọn, tiện cho chúng ta đi du lịch nè, em đi chơi mọi lúc mọi nơi, chúng ta có thể hát mọi lúc mọi nơi. Khi chúng ta sạc đầy pin rồi, chúng ta có thể hát là từ 4 đến 8 tiếng đồng hồ á. Rồi, trên đây là hướng dẫn sử dụng C11 và test cho mọi người nghe thử âm thanh của nó như thế nào. Phương chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ sản phẩm Di Phương Digital. Chúc tất cả anh chị luôn livestream vui vẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại.